Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số 300 ạ. Thì trong video này của em sẽ giới thiệu với mọi người có tất cả là 18 con máy câu hàng Nhật Bản ạ. Có size tương ứng là từ size 1.000 đến là 10.000 ạ. Và thích hợp cho khách chúng ta câu lure, rê, lên xê, đánh lục, đánh biển đều được cả. Và giá báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship. Anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với mọi người con máy số 1 ở đây em có nè. Thì máy số 1 ở đây em có đây là một con máy có tên là máy Daiwa, dòng là Jupiter X 1500T, tên của máy này. Máy này thì toàn thân bằng carbon, đổi được tay quay trái phải. Đây, máy này ngoại hình thì cũng khá là ok. Trài xước rất là nhỏ, phần đuôi máy như thế này thôi ạ. À. Và cước số 3 vào được 65m, máy này size 1500 nha mọi người. Mô pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Máy này thì tải là sức tải là 3,6 kg. Khoen đầu dây của máy đây rất là sáng nha. Gạt cước nè, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Máy này thì sao 1500 nhưng ngoại hình máy thì cũng tương đối không có nhỏ lắm đâu. Hoạt động máy đây. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Chốt chặn đây, hoạt động tốt ạ. Chúng ta đổi được tay quay trái phải nha. Và con máy số 1 này là máy của Daiwa nhưng sản xuất ở Thái Lan, xuất Nhật. Máy số 1 có giá là 230.000. Máy này nặng là 220g ạ. Máy số 2. Máy số 2 thì đây em có con máy của Shimano dòng Holiday Spin 1000. Máy này thì cước số 3 vào được 65m, máy này size 1000 nha mọi người. Màu bên sóng. Máy này thì vẫn còn lưỡi gà nhưng mà lưỡi gà nó kêu hơi nhỏ. Đây. Nó vẫn còn như là kêu hơi nhỏ tí một tí. Máy này thì cối và thân là bằng kim loại carbon ạ. Còn tay quay là bằng kim loại nhưng mà cối và thân là bằng carbon, tay quay là bằng kim loại. Ngoại hình máy thì khá là sáng đẹp luôn ạ. Máy này thì vẫn còn lưỡi gà nhưng mà nó ngắn như thế nào đó, nó kêu nó hơi nhỏ nha mọi người. Đây, lưỡi gà của máy vẫn còn. Máy này ngoại hình sáng đẹp ạ. Trài xước rất là nhỏ thôi, size của máy là 1000. Đổi được tay quay trái phải ạ. Khuyên đôi dây của máy đây rất là sáng nha. Gạt cước đây, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay cho. Ngoại hình máy rất là đẹp. Máy size nhỏ khách chúng ta câu lua rơi hoặc là chúng ta câu cần ISO. Hoạt động của máy đây, máy quay khá nhẹ nha. Máy quay khá nhẹ. Chốt chặn hoạt động tốt, máy quay nhẹ êm. Nhà máy này có một cái loại nhỏ, nó khi quay cái trong cái trục nó có hơi kêu nhẹ phần trục tay quay thôi nha mọi người. Em cảm giác nó quay cái phần trục tay quay thôi chứ. Còn máy bên trong quay rất là êm. Và máy này là máy của Shimano sản xuất ở Malaysia, xuất Nhật. Máy số 2 có giá là 250.000. Máy này nặng là 242g ạ. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 ở đây em có một con máy của Shimano luôn ạ. Máy này là Shimano Ultra XT2000, tên của máy. Cước số 3 vào được 100m, máy này size 2000 nha. Một bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Cối thì bằng kim loại, tay quay và thân là bằng carbon. Ngoại hình này có những vết trầy xước như thế này. Đây. Cối thì có xước nhưng mà nhìn chung thì cối khá là sáng. Xước những cái vị trí nhỏ thôi. Chúng ta đổ được tay quay trái phải, khuyên đôi dây của máy đây. Gạt cước này, hoạt động tốt. Và hoạt động của máy. Máy quay rất là nhẹ máy đúng không ạ? Máy này quay nhẹ êm. Và chạy bằng ABS nha mọi người. Size của máy là 2000. Và máy số 3 này là máy của Nhật nha mọi người. Đây, Insaban này. Máy số 3 này có giá là 700.000. Máy số 3 này nặng là 280g ạ. Tiếp đến máy số 4. Máy số 4 thì đang cầm có con máy Revi Sinus SS2000ZM. Máy này là toàn thân bằng carbon. Mô pin sóng này, lưỡi gà của máy thì vẫn còn. Máy đây, ngoại hình của máy đây ạ. Nói chung là nó cũng có những cái vết trầy xước. Cối thì có xước với tróc cái nước sơn nhẹ. Máy này có Rito là 5.2 này. Dòng này chúng ta câu lua rê nha mọi người. Size của máy. Máy này size thật là cước số 4 vào được 150m. Máy này size 4.000 nha mọi người. Khoen đôi dây của máy này rất là sáng ạ. Gạt cước ra. Làm tốt nha. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy này nó rơi cái nút vặn bằng nhựa để mà đẩy cái chốt này lại rồi. Nó rơi cái nút đó rồi. Hoạt động của máy này. Máy này quay khá nhẹ nha. Máy này thì quay khi chúng ta vào tua rồi quay rất ok. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Cái này thì mới bắt đầu vào là nó hơi lì máy một tí thôi. Nhưng mà đã vào tua rồi quay rất là nhẹ. Em quay chỉ cần quay một vòng nhẹ đã quay rồi. Đó là máy số 4.
Máy số 4 này nặng là 302 g và máy số 4 này là máy của Nhật, máy số 4 này có giá là 370.000. Tiếp đến máy số 5. Máy số 5 thì em có con máy của Shimano Holiday Shimano Accord 3.000. Cước số 3 vào được 150m, máy này cũng size 3.000 nha mọi người. Máy này ngoại hình sáng đẹp nè, trài xước đây. Nhỏ thôi, không đáng kể lắm. Khuyên đôi dây của máy đây. Rất là sáng nha. Gạt cước hoạt động tốt. Một biên sóng lưỡi gào của máy vẫn còn nha. Chúng ta đổ được tay quay trái phải, máy ngoại hình đẹp nha, trài xước rất là nhỏ thôi. Những vị trí khác thì máy rất là sáng. Tay quay của máy đây, còn hoạt động của máy. Máy quay rất là nhẹ nha mọi người, nó bị mất cái dây cước. Đây, máy rất là sáng. Rồi máy quay. Máy này thì hoạt động khá là ok, chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải nha mọi người. Và máy này cũng là máy của Malaysia xuất Nhật, máy số 5 này có giá là 370.000. Máy này nặng là 319 g ạ. Tiếp đến máy số 6. Máy số 6 ở đây em có con máy Daiwa, dòng Daiwa Tournament thế này ạ. Máy này thì ngoại hình nó không được sáng lắm, cối cũng có xước. Dòng này thì Daiwa Tournament GF700M, tên của máy thế này. Đây. Máy này thì ngoại hình nó không được sáng bóng, cối thì nó có xước. Dòng này dòng máy cối cao nha mọi người, cối nông, mô viên sóng, lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Ngoại hình máy này thì không được đẹp lắm, dòng này thì cái Dieto nó cũng khá là cao. Dòng này chúng ta câu lua rê được nha. Cước, thông số cước của máy đây ạ. Máy này thì tải được 4,5 kg. Còn thông số cước thì cước số 3 vào được 150m. Máy này size 3.000 nha mọi người. Máy này size 3.000. Ngoại hình máy thì nó không được đẹp lắm. Nó có trải sữa khuyên đôi dây của máy. Mình nghĩ dòng này thì có cái trục sáng đôi. Kiểu nó thiết kế kiểu này thì trục sáng đôi. Nó khá là khỏe máy và bền. Và hoạt động máy đây. Máy thì quay khá nhẹ nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Và máy số 6 này là máy của Nhật. Máy số 6 này có giá là 320.000. Máy này nặng là 290 g ạ. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 thì đây em có con máy của Daiwa dòng Super Sprinter ST900B. Máy này thì toàn thân bằng carbon. Đổ được tay quay trái phải nha mọi người. Ngoại hình máy thì cũng khá là sáng đúng không ạ. Cước số 4 vào được 190m, cước số 5 vào được 150m. Thì máy này size đến 5.000. Nhưng mà cái kiểu dáng máy này nó hơi ngắn, nó nhỏ máy nên em báo size 4,5 kg thôi nha mọi người. Một viên sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Khuyên đôi dây của máy này. Còn cước và thông số cước thì cước số 5 vào được 150 này, cước số 6 vào 120. Máy có trời xước nhỏ, rất là nhỏ máy, khá là sáng máy luôn ạ. Và máy này là máy của Nhật. Khuyên đôi dây thì khá là sáng, mô viên sóng. Lưỡi gà của máy vẫn còn, chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Còn hoạt động máy đây. Máy quay cũng khá là nhẹ nha. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Và máy số 7 này nặng là 311 g. Máy số 7 này là máy của Nhật. Máy số 7 này có giá là 420.000. Tiếp đến là máy số 8. Máy số 8 thì đây em có con máy Daiwa Sprinter ST850. Tên của máy ạ. Máy thì ngoại hình khá là sáng máy. Size của máy là 4.000, cước số 4 vào được 150m nha mọi người. Và cối bằng cặp carbon thân và tay quay bằng kim loại. Mô viên sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Khuyên rất là sáng nha. Cái con lăn rất là sáng, gạt cước đây. Hoạt động tốt. Máy ngoại hình sáng đẹp, size của máy 4.000 nha mọi người. Tay quay máy này ạ. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy quay khá nhẹ luôn ạ. Máy này quay nhẹ em. Chốt chạy, hoạt động tốt. Và máy số 8 là máy của Nhật, máy số 8 này có giá là 350.000. Máy này nặng là 375 g ạ. Tiếp đến nữa là máy số 9. Máy số 9 thì đem có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprinter ST1000B. Thì máy này cũng tương tự giống như máy số 8 lúc nãy, dòng hơi khác một tí nha. Máy này thì ngoại hình nó không được sáng đẹp hơn nha mọi người. Còn máy này cối nó có trời xiết nè. Một bên sóng này lưỡi gào máy vẫn còn, máy nhưng máy này là size lớn hơn. Cước số 5 vào 170m thì máy này size đến 5.000, hơn 5.000 một tí nhé, size 5.500. Khoen đầu dây của máy này khá là sáng nhé. Gạt cước hoạt động tốt. Máy này thì nước sơn nó không được bóng lắm, bây giờ nó có sần sùi này. Đấy, nó sần sùi như này. Khoen đầu dây của máy này, gạt cước hoạt động tốt.
chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Máy này cối thì có xước với nó hơi bị sần sùi cái phần cối này. Tay quay thì khá là đẹp, máy này tay quay đẹp nha. Một hoạt động máy đây. Máy này size 5.000 đến 5.500 nha mọi người. Chốt chạy hoạt động tốt, cước số 5 vào được 170 mét. Và máy này là máy của Nhật. Và máy số 9 này nặng là 386 gram ạ. Và máy số 9 này có giá là 320.000 ạ. Tiếp đến nữa máy số 10. Máy số 10 thì đây em có con máy của Shimano Aero 5.000. Tên của máy thì con này là một con máy cối nông nha mọi người. Cối nông mô bin chết. Size của máy là 5.000 mô bin tĩnh mô bin chết. Máy này thì chúng ta câu gờn câu rạng, ta không có xả được mô bin, không có rong được cá. Khoen đầu dây của máy đây khá là sáng. Những khách mà chúng ta câu lục cũng không có chọn dòng này nha mọi người. Một số khách thì thấy những con máy này thì thích hợp, nhưng mà chức năng cái này máy này chúng ta không có xả được mô bin, không có câu được câu lục được. Đây khoen đầu dây, cái tay quay của máy rất là sáng, khoen rất là sáng. Máy này ngoại hình đẹp ạ. Cước số 5 vào được 200m thì máy này gần hơn 5.000 được luôn ạ. Đây, gần 6.000. Cối nông mô bin chết thì dòng cối nông thì cả khỏe lắm ạ. Máy ngoại hình sáng đẹp, chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy này quay rất là nhẹ, máy này hoạt động khá là ok. Quay nhẹ êm. Máy này tay quay rất là sáng. Và máy số 10 này là máy của Nhật. Máy số 10 này có giá là 350.000. Và máy số 10 này nặng là 414 gram ạ. Máy này nặng là 455 gram nha mọi người. Tiếp đó là máy số 11. Máy 11 ở đây em có con máy RX0 ạ. Máy này thì cối bằng carbon thân và tay quay là bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Máy cối bằng carbon nha. Máy này thì ngoại hình khá là ok, có trài xước nhưng mà nhìn khá là sáng. Máy khoen đầu dây của máy khá là sáng. Máy này size tầm khoảng 6.000. Đây, tay quay của máy rất là sáng. Máy này thì không có thông số cước, em dựa vào kích thước của máy với độ lớn của cối này đem báo size nha. Đổi được tay quay trái phải. Máy này quay rất là nhẹ luôn ạ. Máy này hoạt động nhẹ êm. Và máy số 11 này nặng là 415 gram ạ. Và máy số 11 này là máy của Nhật. Máy 11 này có giá là 370.000. Tiếp đến là máy 12 ạ. Máy 12 thì đây em có con máy của Ribi Ikusima. Máy này thì toàn thân bằng carbon nhé, đổi được tay quay trái phải. Máy này thì ngoại hình nó không được sáng cái phần cối lắm, cối nó hơi xước và nó hơi bị xuống màu cái phần carbon thế này. Cước số 4 vào máy này cái đưa tô là 4.7 ạ. Thì cước số 7 vào được 135m thì máy này tầm xa khoảng 6.000 nha mọi người. Dòng máy cối nông như này, cối cao này, ta ra dây cũng khá là nhanh. Máy này ngoại hình nó không được đẹp lắm, nó trơn trài xước cái nước sơn rồi tay quay thế này. Này, cái rear tô là 4.7, cối cao, dòng rear Ikusima. Máy thì ngoại hình máy nó không được sáng bóng nhưng mà có một vị trí cối nó hơi thì xước với nó xuống màu. Còn những vị trí khác thì đây, cước số 7 vào được cước số không cái phần mà nhỡ 0.4 thì vào được 150 mét này. Máy này xa tầm 6.000. Ngoại hình máy đây, chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường, tay quay của máy thế này. Còn hoạt động của máy này. Máy này khuyên đầu dây của máy rất là sáng. Gạt cước của máy đây ạ. Máy này quay cũng khá nhẹ nha. Chốt chặn đây ạ, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường nha mọi người. Và máy này là máy của Nhật. Máy số 12 này có giá là 450.000. Máy này thì nặng là, máy số 12 này nặng là 467 gram. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 thì ở đây em có con máy của Ribi dòng XS như này. Máy này thì cối bằng kim loại, cũng là dòng này Ribi Ikusima giống như máy số 12 lúc nãy dòng XS 3500. Máy này chạy bằng hai bạc đạn, có rear tô là 4.7, cối bằng kim loại này, thân và tay quay là bằng carbon. Thì máy này cũng phải có ngoại hình trời xước, cũng khá xước cối thế này. Và máy này thì mô bin sóng, máy này bị rơi mất lưỡi gà nha mọi người. Rơi lưỡi gà không có kêu, còn kêu rê được nữa. Nhưng mà nó vẫn là mô bin sóng nha mọi người, khuyên đầu dây của máy này. Đây, gạt cước hoạt động tốt. Có trài xước như này. Em báo lại là máy này nó rơi lưỡi gà nhưng nó vẫn là mô bin sóng, chúng ta vẫn xả được mô bin, chúng ta vẫn rong được cá nhé. Chứ không phải là khách bảo là máy nó không có kêu, nghĩa là nó mô bin chết. Một bên tĩnh là không phải nha mọi người. Xả một bên nó không có kêu rê, nghĩa là máy này một bên tĩnh nha, không phải. Đấy.
Khoan rồi giờ. Ngoại hình máy thì có trầy xước, nhưng mà cối thì có xước cối, nhưng mà cối nhìn khá là sáng. Nó đổ được tay quay trái phải. Máy thì quay rất là nhẹ luôn ạ. Máy này chạy bằng hai bạc đạn. Chốt chạy này hoạt động tốt. Và máy số 13 này là máy của Nhật. Máy 13 này có giá là 520.000. Máy. Và size của máy này là 6.000. Máy này nặng là 491 gram. Máy số 13 này cũng size 6.000 nha mọi người. Cước số 5 vào được 200m, này, cước số 6 vào được 150m, máy này size 6.000. Tiếp đến là máy số 14. Máy 14 ở đây có con máy của Olympic, dòng Olympic Challenger là VX2000, tên của máy đây. Máy này thì có reto là 3.82, cước số 5 vào được 210m thì máy này size 6.000. Cối là bằng kim loại, thân và tay quay là bằng carbon. Ngoại hình máy thì cũng khá là sáng, máy sáng đẹp, trải xước này, trải xước nhỏ thôi. Khuyên loa dây của máy, gạt cước. Hoạt động tốt. Mô bin sóng lưỡi gà của máy thì vẫn còn đây ạ. Máy ngoại hình sáng đẹp nha, trải xước khá nhỏ. Trải xước nhỏ và vị trí không đáng kể lắm. Size của máy là 6.000, còn hoạt động máy đây. Rất là nhẹ, tốt chạy, hoạt động tốt. Máy này quay nhẹ êm nha. Và máy số 14 là máy của Nhật. Máy 14 có giá là 450.000 ạ. Máy 14 này nặng là 467 gram. Tiếp đến nữa máy số 15 ở đây. Em có một con máy Shimano của Shimano SB3. Máy này thì rất là đầm máy luôn. Máy này cardio tôi là 4.8, nặng là 500 gram. Tay quay của máy rất là sáng. Thì máy cối, đặc biệt cối máy của máy rất là đẹp luôn ạ. Khoen đầu dây của máy đây, rất là sáng, gạt cước này, hoạt động tốt. Có trầy xước nhỏ thôi. Máy này thì có trầy xước nhỏ thôi đây. Đây cái lớp tem nó hơi xước cái vị trí lớp tem thôi, còn nước sơn của máy thì khá là ok. Size của máy, máy này thì cước số 7 vào được 180m, máy này size 7.000 nha mọi người. Khoan đầu dây của máy này, gạt cước này, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Và hoạt động của máy này. Máy này rất là nhẹ, em chỉ cần quay một vòng, nó chạy quá trời. Chốt chặn đây ạ, hoạt động tốt nhé. Và máy này là máy của Nhật, máy số 15 này có giá là 680.000. Máy này nặng là 573 gram ạ. Tiếp đến là máy số 16. Máy 16 ở đây em có con máy ST5, Daiwa Spotlight ST5 thế này. Máy này thì toàn thân bằng kim loại, đổ được tay quay trái phải. Cối của máy thì có xước nhưng mà cũng khá, rất là sáng, xước nhỏ thôi. Và máy này size 10.000 ạ. Mô bin sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn, cước số 10 vào được 190m, máy này size 10.000. Máy này thì cái tay quay nó hơi bị ra tiên nhẹ, phần tay quay thế này, không có đáng kể lắm, rất là nhỏ thôi. Đây, phần tay quay của máy thế này. Có sần sùi, nước sơn nhỏ thôi, không đáng kể. Còn máy này, cái nắp phần nắm tay quay nó rớt, mất rơi mất cái tem nha mọi người. Nên nó không được đẹp, cái phần nắm vặn thế này thôi. Mô bin sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn, khoen đầu dây của máy đây. Đó. Gạt cước ạ, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải, tay quay của máy đây. Dòng này thì size 10.000, những dòng S4, S5 thì miễn bàn, miễn chơi cái dòng này rồi. Quay rất là nhẹ luôn ạ. Xài rất là sướng cái dòng này nha mọi người. Size của máy là 10.000, những khách ra câu biển, câu lục chúng ta chọn những size máy này. Thích những máy, những khách thích máy size lớn thì cái dòng S5 này thì khá là ok nhé. Và máy số 16 này nặng là 699 gram ạ. Và máy số 16 này là máy của Nhật, máy 16 này có giá là 820.000. Tiếp đến máy số 17. Máy 17 thì ở đây em có con máy Daiwa dòng Sprinter ST5000. Máy này thì cũng ngoại hình bằng kim, chất liệu của toàn thân bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy này thì cũng khá là sáng, có xước nhỏ thôi. Tay quay của máy thế này. Cái này thì nó có hay có cái lớp tem nhỏ chỗ tay quay nha. Nhưng mà cái này nó rất là dễ rơi đây. Cái này vị trí lớp tem nó còn dính, rơi ra nó còn dính cái keo nè. Cối thì có xước nhỏ thôi. Nhưng là máy thì cũng khá là lớn máy. Mô bin sóng này, lưỡi gà máy của máy thì vẫn còn. Máy này thì tầm xa cũng 10.000 nha mọi người. Chế độ vào mát và cước mát này. Cước số 8 vào được 230m. Máy này xa 10.000. Mô bin sóng là lưỡi gà máy thì vẫn còn. Gạt cước này, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy này thì nước sơn của máy thì khá là ok. Trời xước khá nhỏ. Và hoạt động của máy đó. Máy này quay khá là đầm máy, chốt chặn đây hoạt động tốt. Và máy số 17 này
nặng là 768 g, máy này nặng 768 g nha mọi người. 738 g, máy này thì nặng 738 g ạ. Và máy số 17 này là máy của Nhật, máy 17 này có giá là 680.000. Tiếp đến là máy số 18, máy cuối cùng đây ạ. Máy 18 anh em có con Daiwa Spotlight GS5000, tên của máy này. Máy này thì toàn thân cũng toàn thân bằng kim loại, đổ được tay quay trái phải. Máy này thì ngoại hình nó không được sáng lắm, thì nó cũng có tài xước với cái cối nó hơi bị gọi là bị ra ten nên nó không có được bóng cối đó nha mọi người. Cái này thì nó không có trầy xước gì nhiều nhưng mà cái màu của cối nó không được bóng lắm. Máy này nó cũng rơi mất cái tem dán trên đầu, nó nhìn là cái nút nó không được đẹp lắm. Một bên sóng là lưỡi gạt của máy vẫn còn, khuyên nó dao của máy này khá là sáng này. Gạt cước hoạt động tốt. Ngoại hình của máy, nước sơn của máy thì nó cũng có sần sùi. Tay quay của máy đây ạ. Để dòng này thì dòng GS thì xài khá là ok. Dòng GS thì chỉ sâu có dòng SS thôi. Cối cái chạm khắc hoa văn thế này. Thì máy này tầm xa cũng khoảng 10.000 ạ. Máy này thì cước số 10 vào được 180m, máy này xài 10.000 cả nha mọi người. 175m là 50.000 rồi. Có cốt trợ lực. Máy này xài lớn, xài 10.000 có cốt trợ lực. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Khoe nó dai của máy này. Lưỡi gà của máy vẫn còn. Còn hoạt động của máy này rất là nhẹ luôn. Máy này thì hoạt động khá là ok. Chỉ có ngoại hình là nhìn vào nó không được sáng bóng mấy lắm thôi. Nhưng mà chốt chạy máy hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải nha mọi người. Cối thì nó có một vài vị trí nó hơi bị âm tróc cái trài xước cái phần cối. Cái phần tay quay gạt cước đây có vị trí này nó bây giờ chung là bị ô số hóa nhẹ cái phần tay quay gạt cước ở đó nha mọi người. Và con máy số 18 này nặng là 706 g. Và máy số 18 này là máy của Nhật, máy 18 này có giá là 700.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 18 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Khách chốt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là kết nối Zalo nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.